Đông Chu Liệt Quốc, hồi thứ 17. Nước Tống ăn lễ giết Trường Vạn, vua Sở tham sắc bắt Tức Hầu. Lỗ Trang Công phá xong binh tề, Đắc Thắng kéo quân về kinh đô, người người lòng vui khôn xiết. Lỗ Trang Công mới hỏi Tào Quới: "Thế chiến vừa rồi sao ta lại thắng được giặc?" Tào Quới nói: "Phàm việc quân lấy oai làm sức mạnh, quân tề xông trận đã hai phen, mà hai phen đấy bị đẩy lui thì oai của địch đã mất. Ta thừa lúc địch mất oai, ta thị oai, tất thắng." Lỗ Trang Công nói: "Lúc quân tề đã thua chạy, ý gì khanh lại chưa cho truy cản?" Tào Quới đáp: "Trong binh pháp có chỗ dĩ hư vi thực, nhiều lúc quân địch giả thua để mà thắng, nếu không đề phòng ắt lầm kế. Vì vậy trước khi truy đuổi phải nắm tình hình địch cho kỹ." Lỗ Trang Công nghe nói khen ngợi chẳng cùng, phong cho Tào Quới chức đại phu và trọng thưởng thi bá về việc tiến cử hiền tài. Quân tề thất trận, kéo nhau về nước manh giáp tơi bời, bảo thúc nha vào yết kiến Tề Hoàn Công mà tạ tội. Tề Hoàn Công tức giận nói: "Không thắng được binh Lỗ thì làm sao các nước chư hầu kính nể?" Bảo thúc nha quỳ tâu: "So với quân lực nước ta không kém Lỗ. Trước đây Lỗ đem binh đánh nước ta, Lỗ là khách, ta là chủ, nên ta thắng được Lỗ. Nay ta kéo binh sang đánh Lỗ, ta là khách, Lỗ là chủ, vì vậy mà Lỗ thắng ta. Xin chúa công cho sang nước Tống mượn thêm quân mà báo thù." Tề Hoàn Công nhận lời, sai sứ sang nước Tống cầu viện. Lúc bấy giờ vua Tống là Tống Mẫn Công đang kế vị. Vì muốn giao hảo với Tề, nên Tống Mẫn Công sai Nam Cung Trường Vạn làm chánh tướng, Mạnh Hoạch làm phó tướng, hiệp binh với Tề do Bảo Thúc Nha cầm quân, kéo đến đóng trại nơi đất Lang Thành. Lỗ Trang Công được tin, triệu tập quần thần bàn kế. Lỗ Trang Công nói: "Bảo Thúc Nha vì thù trước, quyết hợp binh với Tống mà đánh ta. Tướng Nam Cung Trường Vạn ai có sức mạnh phi thường, nước ta làm sao mà cự lại?" Quan đại phu là Công Tử Yến Tâu: "Tôi xin ra trận để dò xét quân địch rồi sẽ trở về nghị kế." Lỗ Trang Công nhận lời. Công Tử Yến ra Lang Thành xem xét rồi về tâu. Bảo Thúc Nha lần này không khinh địch như lần trước, có ý đề phòng cẩn mật lắm. Duy có tướng Nam Cung Trường Vạn, ỷ có sức mạnh không ai địch nổi nên để binh mã lộn xộn. Tôi thiết tưởng nếu quân ta xuất kỳ bất ý đánh úp một trận, ắt binh Tống phải chạy. Hệ Tống mà thua thì Tề đâu dám đánh." Lỗ Trang Công nói: "Ta e không ai cự nổi Nam Cung Trường Vạn." Công Tử Yến lại nói: "Xin chúa công cho tôi thử thi hành một mưu trước ấy." Lỗ Trang Công nói: "Nếu khanh đã quyết thì ta bằng lòng, song phải cẩn thận." Công Tử Yến bái mạng, kéo quân ra đi. Lỗ Trang Công nói: "Ta phải tiếp ứng cho Công Tử Yến mới xong." Bèn điểm binh kéo theo sau cách vài dặm. Đêm ấy trăng tờ mờ sáng, Công Tử Yến lấy 100 tấm da cọp bao lên mình ngựa, rồi khiến quân dẹp cờ, giấu trống, âm thầm kéo qua cửa Vu Môn, đi đến gần tới dinh Tống mà chẳng ai hay biết. Công Tử Yến bèn cho quân ó lên một tiếng, phất cờ, giục trống, xông vào trại Tống. Binh Tống thấy xa xa có một bầy cọp kéo tới, thảy đều run sợ, bỏ chạy tán loạn. Nam Cung Trường Vạn thấy quân sĩ mình chạy hết, cũng quay xe bỏ chạy, không dám cự địch. Kế đến Lỗ Trang Công tiếp binh tới, rượt theo chém binh Tống rất nhiều. Nam Cung Trường Vạn thấy thế nói với Mạnh Hoạch: "Bây giờ nếu không tử chiến, ắt bị giặc bắt." Mạnh Hoạch nghe nói quay ngựa lại đánh với Công Tử Yến. Còn Nam Cung Trường Vạn hôi thương xông vào đám quân Lỗ, gặp ai đâm nấy. Lỗ Trang Công nói với Xiềng Tôn Xanh: "Người có tiếng là Mạnh, nay dám đương đầu với Nam Cung Trường Vạn một phen chăng?" Xiềng Tôn Xanh đáp: "Dẫu y có sức mạnh đến đâu mà một ngựa một thương cũng chưa đủ sợ." Nói rồi hét lên một tiếng, vùng đao lướt tới đâm ngay vào bụng tướng Nam Cung Trường Vạn. Nam Cung Trường Vạn đỡ ra một đao, làm cho Xiềng Tôn Xanh bủn rủn cả tay chân. Lỗ Trang Công biết Xiềng Tôn Xanh không cự nổi, vội bảo kẻ tả hữu: "Hãy lấy kim hộc cô ra đây cho ta." Kẻ tả hữu dâng tên, Lỗ Trang Công lắp cung nhắm tướng Trường Vạn bắn ra một mũi. Mũi tên bay đến găm vào vai phía hữu của Trường Vạn,
đau thấu xương. Trường Vạn hét lên một tiếng, đưa tay rút mũi tên ra. Xiềng Tôn Xanh thừa cơ hội đâm bồi một giáo trúng ngay nơi cánh tay phía tả. Trường Vạn bị té xuống đất, toan vùng dậy chạy. Xiềng Tôn Xanh liền nhảy xuống xe, bắt sống trói lại. Mãnh Hoạch thấy chủ tướng bị bắt, vội bỏ xe chạy trốn. Lỗ Trang Công chọn thắng, thu binh về, truyền dẫn Trường Vạn vào dưới trướng. Trường Vạn tuy bị thương, song vẫn đủ sức mạnh đi đứng như thường, chẳng hề tỏ vẻ đau đớn gì. Lỗ Trang Công mến tài Trường Vạn nên lấy lễ mà đãi, còn bảo Thúc Nha thấy binh Tống bị thua, nghĩ mình cô thế, phải rút binh về. Tề Hoàn Công thấy Thúc Nha hai phen thua nước Lỗ, mặt buồn rầu rầu, tuy không nói ra nhưng lòng hậm hực không an. Năm ấy Tề Hoàn Công sai quan Đại Hành là Thấp Bằng sang nước Châu để cầu hôn. Qua năm sau, Châu Hoàn Vương sai sứ qua nước Lỗ, khiến Lỗ Trang Công đứng làm chủ hôn, đặng gả công chúa Vương Cơ cho Tề Hoàn Công. Nhân việc chủ hôn ấy mà Tề và Lỗ lại giao hảo như xưa, bỏ hết những thù oán cũ. Bấy giờ nước Tống bị một trận lụt rất lớn, các chư hầu đều cho sứ đến viếng thăm. Lỗ Trang Công trước kia có thù với Tống, nay đã thân thiện với Tề thì không còn ghét gì Tống nữa, nên cũng cho sứ sang thăm viếng. Nước Tống cảm nghĩa cũng cho sứ sang trả lễ và xin tha cho Trường Vạn về nước. Lỗ Trang Công nhận lời, Nam Cung Trường Vạn được đưa ra mắt Tống Mẫn Công. Tống Mẫn Công trông thấy Trường Vạn bèn nói đùa rằng: "Ngày trước ngươi là tướng, ta rất mến yêu, nhưng nay ngươi là tù của nước Lỗ, ta không còn kính yêu nữa." Nam Cung Trường Vạn nghe nói thẹn đỏ mặt, cáo từ lui ra. Quan đại phu Cửu Mục hiểu ý nói riêng với Tống Mẫn Công: "Vua tôi giao tiếp với nhau cần phải đứng đắn, không nên đùa bỡn. Nếu đùa bỡn làm mất nghi lễ, sinh điều khinh lờn phản nghịch, xin chúa công xét lại." Tống Mẫn Công nói: "Ta cùng Nam Cung Trường Vạn quá ư thân thiết, đã thân thiết mà còn giữ lễ thì sao gọi là thân? Ta tưởng điều ấy chẳng tai hại gì." Năm ấy vua Trang Vương nhà Châu mất, thái tử Hồ Tề lên nối ngôi, tức là vua Hy Vương. Châu Hy Vương gửi tờ cáo phó khắp các chư hầu. Lúc đến nước Tống thì gặp Tống Mẫn Công đang cùng các cung phi vui chơi nơi Mông Trạch, lại khiến Nam Cung Trường Vạn ném kích làm trò vui. Nguyên Nam Cung Trường Vạn có tài ném kích lên trời cao đến mấy trượng, rồi lại giơ tay bắt lấy, trăm cái không chật một. Cung nhân nghe nói ai nấy cũng muốn xem, nên Tống Mẫn Công cho Nam Cung Trường Vạn theo hầu và bảo làm trò ném kích ấy. Các cung nhân xem thấy tài của Trường Vạn đều vỗ tay khen ngợi không dứt lời. Tống Mẫn Công không bằng lòng, có ý ghen tài, liền sai nội thị đem bàn cờ ra để đánh với Nam Cung Trường Vạn. Hễ ai thua phải uống một bát rượu lớn. Tống Mẫn Công vốn là một tay cao cờ, Trường Vạn thua luôn 5 ván. Trường Vạn đã ngà ngà say nhưng lòng chưa thua, xin đánh thêm ván nữa. Tống Mẫn Công nói: "Tù nhân thì tất phải thua, dù đánh thêm mấy ván nữa cũng chẳng thắng nổi." Nam Cung Trường Vạn xấu hổ, ngồi lặng thinh không nói. Bỗng có tin sứ nhà Châu đem thiệp cáo phó đến. Tống Mẫn Công nói: "Thế thì ta phải sai người vào triều Châu điếu tang và chúc mừng vua mới." Nam Cung Trường Vạn liền tâu: "Tôi nghe kinh đô nhà Châu đẹp lắm mà mắt chưa từng xem, xin chúa công cho tôi đi sứ." Tống Mẫn Công vừa cười vừa nói: "Khi nào nước Tống không còn ai đi nữa thì sai tù nhân đi sứ." Các cung nhân đều cười ầm lên. Trường Vạn đỏ ửng mặt vì thẹn quá mà hóa giận, đang lúc say rượu chẳng còn nghĩ gì đến đạo vua tôi, cả tiếng mắng: "Hôn quân vô lễ, ngươi phải biết rằng tù nhân có thể giết được người." Tống Mẫn Công cả giận nói: "A, thằng tù nhân, mày dám nói càn đến thế sao?" Nói rồi giơ cây kích của Trường Vạn toan đâm một nhát. Nam Cung Trường Vạn giật ngay bàn cờ, đập vào đầu Tống Mẫn Công té xuống, rồi phang luôn mấy cái, Tống Mẫn Công chết tươi. Bọn cung nhân sợ hãi, bỏ chạy toán loạn. Nam Cung Trường Vạn hơi giận chưa nguôi, cầm kích ra khỏi Ly Cung, gặp quan đại phu Cửu Mục. Cửu Mục hỏi: "Chúa công ở trong đó chăng?" Nam Cung Trường Vạn đáp: "Hôn quân vô lễ, ta đã giết chết rồi, chớ hỏi làm gì." Cửu Mục ngỡ Nam Cung Trường Vạn say rượu nói sảng nên mỉm cười nói:
uống bao nhiêu rượu mà say đến thế? Nam Cung Trường Vạn nói, ta không say rượu, ta nói thật đấy. Vừa nói, Nam Cung Trường Vạn vừa giơ tay lên cho Kiểu Mục xem, máu me còn dính giày giụa. Kiểu Mục thất kinh mắng, đồ phản nghịch giết vua, tội ấy khó dung. Nói rồi liền giơ cái hốt lên định đánh Nam Cung Trường Vạn. Nam Cung Trường Vạn bỏ kích xuống đất, giơ tay trái đỡ văng cái hốt đi, tay phải đấm mạnh vào đầu Kiểu Mục. Đầu Kiểu Mục vỡ nát ra từng mảnh, răng gãy bắn vào một chánh cửa, ghim sâu vào đấy. Giết xong Kiểu Mục, Nam Cung Trường Vạn lượm kích lên tay cầm, thủng thẳng bước lên xe, coi như không có việc gì. Quan Thái Tể Hoa Đốc hay tin, vội vàng dẫn quân đến bắt. Khi đến gần Đông Cung, gặp Nam Cung Trường Vạn đi tới, nét mặt lầm lì. Hoa Đốc chưa kịp múa gươm, đã bị Nam Cung Trường Vạn sáng cho một kích, chết không kịp mắng chửi tiếng nào. Nam Cung Trường Vạn vào triều, Tôn Công Tử Du lên nối ngôi. Các công tử khác nghe tin đều bỏ trốn ra nước ngoài. Trong số đó có công tử Nghị Thuyết trốn sang nước Bạc. Nam Cung Trường Vạn nói, Nghị Thuyết là người học giỏi có tài, nay trốn sang nước Bạc, ắt sau sẽ sinh biến. Chỉ cần giết được Nghị Thuyết là xong, các công tử khác chẳng phải là nỗi sợ làm chi. Nói rồi liền sai con là Nam Cung Ngưu cùng với Mạnh Hoạch đem quân đi vây đất Bạc. Công tử Nghị Thuyết hay tin bàn với Bạc Chúa, sai người qua nước Tiêu cầu cứu. Chúa nước Tiêu đem binh đến, lại họp với các công tử vừa chạy đi lánh nạn mà giải vây. Công tử Nghị Thuyết thấy có cứu binh đến, vội mở cửa thành ra tiếp ứng. Hai bên đánh dồn lại, quân Tống vỡ loạn, đầu hàng công tử Nghị Thuyết rất nhiều. Tướng Nam Cung Ngưu bị tử trận, còn Mạnh Hoạch không dám trở về, trốn qua đất Vệ cư trú. Dẹp được binh Tống, Đái Thúc Bì bày kế cho Nghị Thuyết dựng cờ hiệu của binh Tống, kéo về kinh đô, giả làm đoàn quân của Nam Cung Ngưu chiến thắng kéo về. Nam Cung Trường Vạn ngỡ thiệt, không chút đề phòng. Các công tử kéo thẳng quân vào trong thành hô lớn, hãy bắt tên phản nghịch Nam Cung Trường Vạn mà giết. Nam Cung Trường Vạn thất kinh, lật đật vào cung phò công tử Du lánh nạn, nhưng vừa vào đến cửa đã nghe tin công tử Du bị giết. Trường Vạn thở dài nghĩ thầm, các nước chư hầu đều có giao hảo với Tống cả, nay chỉ có nước Trần là nghịch với Tống mà thôi, vậy ta qua đó mới yên thân được. Nghĩ rồi toan thoát qua cửa, nhưng sực nhớ đến mẹ già hơn 80 tuổi, còn nơi dinh thất, bèn quay về nhà ôm mẹ lên xe. Tay trái cầm kích, tay phải đẩy xe cho mẹ, phá cửa thành chạy nhanh như bay, không một ai dám cản trở. Từ Tống sang Trần đường xa hơn 300 dặm, mà Nam Cung Trường Vạn chỉ đi có 41 ngày đã đến. Thật là một người có sức khỏe lạ lùng, xưa nay ít có. Công tử Du bị chết, công tử Nghị Thuyết lên nối ngôi, lấy hiệu là Tống Hoàn Công. Tống Hoàn Công phong cho Đái Thúc Bì làm đại phu, lại sai sứ sang nước Trần, yêu cầu Trần bắt giao Nam Cung Trường Vạn về nước. Lúc bấy giờ công tử Mục Di mới lên 5 tuổi, đứng bên cạnh Tống Hoàn Công nghe nói cười lớn, không bắt được Nam Cung Trường Vạn đâu. Tống Hoàn Công hét, mi là con nít, biết chi mà nói. Công tử Mục Di nói, người có sức khỏe ai mà chẳng kính trọng, Tống bỏ đi thì Trần tất dùng. Nếu không có lễ vật để mua lòng, chẳng bao giờ Trần chịu bắt Trường Vạn đâu. Tống Hoàn Công nghĩ lại, khen phải, liền sai sứ đem nhiều lễ vật châu báu sang cống hiến cho Trần, đồng thời cũng sai sứ sang nước Vệ yêu cầu bắt Mạnh Hoạch nữa. Sứ Tống đi đến Vệ vào ra mắt, Vệ Huệ Công hỏi quần thần, quần thần đều thưa, Mạnh Hoạch trong lúc nguy cấp sang đầu ta, lẽ nào ta bỏ? Quan đại phu Công Tôn Nhĩ Can, dung dưỡng kẻ hung ác thật chẳng ích chi, nước Vệ và Tống xưa nay vẫn giao hảo với nhau, nay chỉ muốn giữ Mạnh Hoạch mà làm cho hòa khí hai nước mất đi, đó là thất sách. Vệ Huệ Công khen phải, truyền trói Mạnh Hoạch giải cho sứ Tống. Lại nói việc Tống qua Trần yêu cầu bắt Nam Cung Trường Vạn, sứ Tống mang lễ vật rất nhiều vào ra mắt. Trần Tuyên Công tham lễ, thuận trả Nam Cung Trường Vạn, nhưng lại sợ sức mạnh của Nam Cung Trường Vạn khó mà bắt được, bèn bảo Công Tử Kết đến nói với Nam Cung Trường Vạn rằng, chúa công tôi được tướng quân đến đây khác nào như được mười thành, dẫu nước Tống cố xin đến đâu, chúa công tôi cũng chẳng nghe. Chúa công tôi sợ tướng quân có lòng nghi, nên sai tôi ngỏ ý tâm phúc để tướng quân được biết.
Nếu tướng quân có chê nước Trần là nhỏ mọn, muốn đi đến một nước khác thì cũng xin thư thả. Chúa công tôi sẽ vì tướng quân mà sắp sửa hành trang. Nam Cung Trường Vạn cảm động nói, Chúa công có lòng bao dung, tôi rất mến phục, xin ở đây để đem sức mình mà đền ơn. Công Tử Kết bày tiệc rượu đãi đằng, rồi xin cùng Trường Vạn kết làm anh em. Ngày hôm sau, Nam Cung Trường Vạn thân hành đến tư dinh của Công Tử Kết để tạ ơn. Công Tử Kết cũng bày tiệc thiết đãi, khiến các tỳ thiếp dâng rượu cho Trường Vạn uống đến say mềm. Công Tử Kết lấy một tấm da dê rất lớn, khiến bọn võ sĩ bó Trường Vạn lại. Bên ngoài dùng dây gân châu cột rất chắc, lại bắt cả bà mẹ của Trường Vạn nữa, rồi áp giải một lượt qua tống. Đi đến nửa đường, Nam Cung Trường Vạn tỉnh rượu, vùng vẫy rất dữ, nhưng da dê bền và trói quá chặt, không làm sao tung ra được. Khi đến gần thành tống, tấm da dê rách, tay chân Trường Vạn lòi ra ngoài. Bọn quân sĩ lấy gậy đập đến dập cả ống xương. Tống Hoàn Công đem truyền Nam Cung Trường Vạn và Mạnh Hoạch ra lóc từng miếng thịt để làm mắm, rồi chia cho các quan mỗi người một ít và bảo, kẻ nào làm tôi không chọn đạo thờ vua, hãy trông vào thứ mắm đó. Mẹ Nam Cung Trường Vạn già hơn 80 tuổi cũng bị giết chết. Nhắc qua Tề Hoàn Công từ khi thua lỗ ở đất Trường Thược, lấy làm hối hận nghĩ thầm, bởi ta không nghe lời Quản Trọng nên mới thất binh như vậy. Từ đó giao tất cả quyền chính cho Quản Trọng, ngày nào cũng ở trong cung uống rượu với các cung phi. Nếu có ai đem việc nước đến nói thì Tề Hoàn Công bảo, sao nhà ngươi không nói với Quản Trọng? Bấy giờ có Thụ Điêu là đầy tớ yêu của Tề Hoàn Công. Từ khi Tề Hoàn Công giao việc quốc chính cho Quản Trọng, thường ở trong cung, ít ra ngoài, nên Thụ Điêu không làm sao thân cận Đặng, vì ra vào nội đình là chuyện cấm. Thụ Điêu bèn tự thiến mình rồi xin vào cung hầu hạ. Tề Hoàn Công thấy vậy thương tình cho hầu cận một bên. Lại có Dịch Nha là người rất thạo về nghề đánh xe, bắn giỏi, nấu ăn rất khéo. Ngày trước, công chúa Vương Cơ có bệnh, Dịch Nha nấu đồ ăn dâng lên. Vương Cơ ăn xong khỏi bệnh, do đó Vương Cơ đem lòng yêu mến. Dịch Nha lại đem nghề nấu ăn của mình khoe với Thụ Điêu, nhờ Thụ Điêu tiến cử mình được yết kiến vua. Thụ Điêu tâu với Tề Hoàn Công. Một hôm Tề Hoàn Công gọi Dịch Nha đến hỏi, ngươi có phải là kẻ nấu ăn rất khéo không? Dịch Nha tâu, tâu chúa công, tài ấy không ai sánh kịp. Tề Hoàn Công nói đùa, các giống điểu thú, trùng ngư ta đã đều dùng đủ, bây giờ chỉ có thịt người là chưa biết vị mà thôi. Dịch Nha lui ra, đến bữa trưa đem dâng một mâm thịt chín, mềm như thịt dê non, mùi thơm ngào ngạt. Tề Hoàn Công ăn xong hỏi Dịch Nha, thịt gì mà ngon thế? Dịch Nha tâu, đó là thịt người. Tề Hoàn Công giật mình, kinh ngạc hỏi, ngươi lấy ở đâu ra? Dịch Nha tâu, đứa con đầu lòng của tôi mới lên ba, tôi thiết tưởng đã chung với vua thì kể lể gì đến đạo nhà, nên làm thịt đứa con dâng cho chúa công ăn. Tề Hoàn Công trầm mặt nói, thôi, ngươi hãy lui ra. Từ ấy Tề Hoàn Công cho rằng Dịch Nha có lòng trung nghĩa nên vẫn yêu quý như Thụ Điêu vậy. Thụ Điêu và Dịch Nha không ưa Quản Trọng, nay thấy mình được vua tin dùng, bèn tâu với Tề Hoàn Công. Tâu chúa công, chúng tôi thiết tưởng quyền hạn vua tôi có giới hạn, nay mỗi chúa công đều giao cho Quản Trọng, tựa hồ như nước Tề không có vua. Tề Hoàn Công vừa cười vừa nói, ta đối với trọng phụ chẳng khác nào thân thể đối với tay chân. Nếu tay chân mà mất, thân thể bị tàn phế, có dùng được việc gì? Chúng bay là tiểu nhân, biết gì mà nói. Thụ Điêu và Dịch Nha từ đó không dám nói nữa. Quản Trọng từ ngày bình chánh, đem lại cho nước Tề khá thịnh vượng. Bấy giờ nước Sở đương hồi cường thịnh, mấy nước nhỏ ở miền hướng đông đều phục tùng cống lễ. Duy có nước Sái cậy thế kết thân với Tề nên không chịu tùng phục. Nước Sái và nước Tức đều kết hôn với nước Trần. Sái hầu cưới người chị, Tức hầu cưới người em. Tức phu nhân là Tức Vĩ, nhan sắc tuyệt vời, đã đẹp mà tính tình lại đoan chính, trông rất khả ái. Một hôm Tức Vĩ được phép của Tức hầu cho về nước Trần để viếng thăm quê hương. Khi đi ngang qua thành nước Sái, Sái hầu hay tin, bụng bảo dạ, Tức phu nhân là em vợ ta,
nhân lúc đi ngang qua đây lẽ nào ta không rước vào thành hội kiến? Bèn sai người đón tức phu nhân rước vào cung đãi tiệc. Trong lúc ăn uống, sái hầu dùng lời trêu ghẹo tỏ ý không đúng đắn. Tức phu nhân nổi giận, bỏ tiệc ra đi. Tức hầu hay được chuyện sái hầu vô lễ, chọc ghẹo vợ mình, lòng căm phẫn nghĩ cách báo thù, liền sai sứ vào triều cống nước Sở và mật cáo với Sở Văn Vương rằng sái hầu cậy thế có Tề che chở nên không phục Sở. Vậy xin Sở cứ cất binh qua đánh nước tôi sẽ sang cầu cứu nước sái. Sái hầu là người nông nổi thì tất đem binh đến cứu. Bấy giờ quý quốc sẽ hiệp binh với nước tôi mà bắt sái hầu trị tội. Sở Văn Vương được kế mừng lắm, cất quân đi đánh nước Tức. Quân sĩ rầm rộ kéo đến vây thành. Tức hầu liền viết mật thư sai sứ sang nước sái cầu cứu. Đúng như lời Tức hầu đã dự tính, sái hầu không suy nghĩ gì cả, đem binh đến nước Tức mà giải vây. Nhưng vừa đến nơi thì bị binh Sở phục nơi yếu lộ, đánh một trận tơi bời, quân sĩ rối loạn. Sái hầu thất kinh, toan chạy vào thành nước Tức mà trốn. Nhưng Tức hầu đóng chặt cửa thành không cho vào. Biết mình đã mắc kế, oán hận thấu trời, sái hầu đành bó tay nộp mình cho nước Sở. Sở Văn Vương dẫn sái hầu về nước, truyền đem quân xử trảm. Dực Quyền bước ra can rằng: Đại vương đang muốn mở mang thế lực ở khắp Trung Hoa, đáng gì một sái hầu mà không thể tha thứ, để cho thiên hạ cho nước Sở không phải là một nước đại độ. Sở Văn Vương nói: Sái hầu là một đứa ngạo nghễ, lâu nay không đầu phục, hận ấy chưa nguôi, nay đã bắt được, lẽ nào lại tha đi? Nói rồi truyền quân đem chém. Dực Quyền lại cản lại: Không, không, xin đại vương nghĩ lại, lẽ nào vì một oán nhỏ mà quên đi đại sự? Nếu đại vương cho sái hầu về nước, ắt từ nay sái hầu không dám ngạo mạn nữa. Đã vậy các chư hầu khác trông thấy gương này mà mến đức của đại vương. Sở Văn Vương nhất định không nghe, Dục Quyền nổi giận, nắm một tay áo của Sở Vương, một tay rút gươm nói: Thà tôi chết cùng với đại vương còn hơn để đại vương làm mất đi cả sự nghiệp. Sở Văn Vương thấy thế sợ sệt vội nói: Thôi, thôi, ta chịu nghe lời khanh. Nói xong truyền tha sái hầu. Dục Quyền thấy vua đã tha chết cho sái hầu, vội vã quăng gươm quỳ tâu: Tâu đại vương, đại vương đã nghe lời can gián của tôi, thật may mắn cho nước Sở, nhưng tôi đã phạm tội hiếp vua, thực đáng chết, xin cúi đầu chịu tội. Sở Văn Vương nói: Lòng trung thành của ngươi đã vượt qua tội lỗi, ta không thể vì lỗi nhỏ ấy mà làm lu mờ tấm gương trung nghĩa được. Dực Quyền tâu: Tâu đại vương tưởng tình tha cho tôi, nhưng tôi không thể tự tha cho mình được. Nói xong cúi xuống, lượm thanh gươm cắt đứt một chân rồi hét to: Kẻ nào làm tôi vô lễ với vua thì hãy xem đây. Sở Văn Vương cảm động, truyền đem cái chân của Dực Quyền cất vào kho để ghi cái lỗi của mình không chịu nghe lời can gián. Đoạn sai ngự y chuyên chữa cho Dực Quyền. Sau một thời gian, Dực Quyền được lành bệnh nhưng không đi được. Sở Văn Vương phong cho làm chức đại hôn để giữ cửa thành. Kế đó Sở Văn Vương mở tiệc tiễn hành đưa sái hầu về nước. Trong tiệc, Sở Văn Vương truyền bọn vũ nữ đờn ca hát sướng tưng bừng, lại truyền cho mỹ nữ dâng rượu. Trong lúc đang đối ẩm, Sở Văn Vương chỉ vào một mỹ nữ mà nói: Nàng này đã đẹp lại có tài hát hay. Nói xong bảo mỹ nữ ấy dâng cho sái hầu một chung rượu. Sái hầu tiếp lấy uống cạn, rồi tự rót một chén đầy, bước đến dâng cho Sở Văn Vương để tạ ơn. Sở Văn Vương tiếp lấy chén rượu ấy vừa cười vừa hỏi: Sái hầu đã bao giờ trông thấy một người nào đẹp tuyệt trần chưa? Sái hầu nghe nói, sực nhớ đến mối thù của Tức hầu vừa rồi, đã xui Sở đánh sái, bèn tâu: Tâu đại vương, theo nhận xét của tôi trên thế gian này không ai đẹp bằng Tức Vĩ, nàng ấy quả sánh với tiên Nga trên cung quảng. Sở Văn Vương liền hỏi: Cái đẹp của Tức Vĩ như thế nào? Sái hầu nói: Mắt trong như thu thủy, má ửng như nhụy đào mình mai, vóc liễu gót sen uyển chuyển như áng mây chiều trước gió, tưởng không tài nào tả hết được. Sở Văn Vương liền nói: Người đẹp đến thế, tiếc rằng ta không làm sao thấy mặt. Sái hầu liền thưa: Uy đức của đại vương dẫu Tề Khương Tống Tử cũng chẳng khó gì, huống chi Tức Vĩ chỉ là một người đàn bà trong vòng thế lực của mình.
Sở Văn Vương nghe nói rất đẹp lòng. Tiệc mãn, Sái Hầu bái tạ về nước. Sở Văn Vương muốn thấy mặt Tức Vĩ, liền giả kế đi tuần du qua nước Tức. Tức Hầu hay tin ra khỏi thành đón tiếp rất trọng thể. Hai vua cùng dắt nhau vào thành mở tiệc chung vui. Tức Hầu bưng chén rượu dâng cho Sở Văn Vương mừng cuộc hội ngộ. Sở Văn Vương tiếp lấy vui vẻ nói: "Ngày trước ta cũng có chút công mọn với quý phu nhân. Vậy nay xin mời quý phu nhân ra đây tương kiến mà mời ta một chung rượu cho vui." Tức Hầu không dám trái ý, vội bước vào cung gọi Tức Vĩ ra. Giữa lúc ấy Sở Văn Vương ngồi một mình, mắt mơ màng nhìn vào hậu cung, tay mẩn mê ly rượu, tỏ vẻ nóng lòng. Cánh màn xe sẽ động, những chuỗi ngọc lấp lánh với ánh huyền đăng. Nàng Tức Vĩ từ từ bước ra, gót hài thoăn thoắt, hơi hương ngào ngạt, khiến cho Sở Văn Vương cảm thấy như mình đang lạc vào chốn tiên bồng. Tức Vĩ đến sụp lạy Sở Văn Vương, rồi đưa tay lấy ly rượu rất đầy. Bàn tay ngọc với ly ngày không phân biệt màu sắc. Sở Văn Vương ngẩn ngơ nhìn, rồi đứng dậy toan tiếp lấy chén rượu. Nhưng Tức Vĩ đã trao cho một cung nữ để dâng lên cho Sở Văn Vương. Sở Văn Vương vừa cạn chén thì Tức Vĩ đã bái lui vào trong. Rèm châu khép kín bóng hồng, hơi hương còn thoảng, rượu nồng chưa phai. Ngày hôm sau Sở Văn Vương lại bày tiệc nơi dịch quán, cho quân sĩ phục xung quanh rồi mời Tức Hầu ra dự tiệc. Lòng đã định trước nên tiệc đến nửa chừng. Sở Văn Vương mượn giọng say rượu của Trách Tức Hầu: "Ta có công với quý phu nhân rất nhiều, nay quân đến đây, quý phu nhân lại không vì ta mà khao thưởng." Tức Hầu nói: "Nước tôi nhỏ bé, không sẵn sản vật để khao thưởng quân sĩ cho đủ. Xin đại vương cho phép tôi được sắp đặt đã." Sở Văn Vương đập tay xuống bàn, làm mặt giận, nói: "Thật là đứa bội phản, tìm lời khéo léo để lừa ta. Bay đâu, hãy bắt đứa vong ân này trói lại." Quân giáp sĩ nhảy sổ ra, bắt Sái Hầu tức khắc. Nàng Tức Vĩ hay tin chồng bị bắt, ngửa mặt lên trời than: "Ôi, đi rước cọp về nhà nên mới sinh họa." Than rồi chạy thẳng ra vườn hoa, toan nhảy xuống giếng tự vẫn. Giữa lúc đó Sở Văn Vương đã kéo binh vào cung để tìm bắt Tức Vĩ, nhưng không thấy Tức Vĩ đâu, mới truyền các tướng tỏa ra khắp nơi lục soát. Nàng Tức Vĩ chưa kịp tự vẫn, liền bị tướng nước Sở là Đấu Đan bắt lại và nói: "Phu nhân không muốn sống để mà cứu mạng cho chồng sao? Tội gì cả hai vợ chồng đều chịu chết." Tức Vĩ lặng thinh, Đấu Đan dẫn vào nạp cho Sở Văn Vương. Sở Văn Vương kiếm lời dịu ngọt dỗ dành: "Nếu nàng chịu về Sở, ta sẽ tha chết cho Tức Hầu." Tức Vĩ đôi dòng lệ đọng trên đôi mi mắt, long lanh như mặt nước hồ thu dậy sóng, đứng im không thốt ra lời. Sở Văn Vương phong cho nàng làm phu nhân, vì thấy đôi má tựa hoa đào nên gọi nàng là Đào Hoa Phu Nhân. Kế đó Sở Văn Vương đẩy Tức Hầu đến đất Nhĩ Thủy. Chẳng bao lâu, Tức Hầu vì đau buồn mà lìa trần.